không cần phải đèn âm đâu, khi mà bệnh nhân nằm rồi người ta phơi bày, người ta chạm phơi xong là ta phơi bày, ta cũng có nhiều cho bệnh nhân. Thì trên cái mâm mình chỉ có thứ nhất là một cái khăn, một cái bộ mặt đậu hay là một cái cam ha, thì nó tự dung dịch xà phòng rửa da. Nó có nhiều trên thị trường, nó có nhiều loại, thì tùy bệnh viện người ta sử dụng thế nào được. Người ta được dung dịch rửa da, các cái gạt lớn để mà người ta vừa rửa rồi người ta vừa lau ha, một số tăm bông để người ta làm gì Thank you.
giữa cũng dùng tay ha, đẩy mình gần ha, đó là hai cái phòng nha. Rồi còn lại nữa thì mình sẽ nằm khô lại. Rồi lúc này nếu mà điều dưỡng của phòng trong người ta điều dưỡng tay vô xong kịp thời, người ta dùng dung dịch là người ta đi dùng kềm bóng.